Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nhé. Thì hôm nay thì em quay cho mọi người xem là một bộ chiếu sập đây này. Bộ này là chiếu gõ nằm phi. Cái bộ này thì nó dài tới 64. Đó, bộ này là đang là dài 64 nhé. Cái này là em mới dội nước này. Mới dội nước lên để quay cho mọi người xem. Đó, anh em thấy như thấy mấy cái đường đen này không? Mấy cái đường đen này là nhớt này. Cái lúc mà xẻ ra là nhớt nó dính vào á. Nói chung mấy cái bộ này là vân, nó là vân sọc nên á, vân sọc rất là đẹp luôn. Vân sọc nhưng mà nó là chỉ đỏ nên á, nó là chỉ đỏ, khi mà làm lên thì có mấy cái đường chỉ đỏ rất là đẹp luôn. Là hiện tại là mấy cái sọc đen này nè, khi mà làm lên thì nó có cái màu chỉ đỏ rất là đẹp luôn. Đó, thì hiện tại bộ này nó đang dài là 6m4, nhưng mà em làm thì cho còn tầm khoảng 6m3. Đó, bộ này thì bao được 6 mặt cho anh em luôn, bao được 6 mặt luôn. Và hiện tại là cái mặt này là mặt nhỏ nè, mặt này là mặt dưới nè, cũng có thể mặt này là mặt tiền. Nếu mà cái này em đọc vuông ấy, mà cái mặt dưới này mà vân nó đẹp hơn thì em sẽ làm mặt tiền, còn mặt to dưới đây á em sẽ làm mặt dưới. Còn nếu mà em để phe cạnh luôn thì có thể là mặt dưới là mặt tiền, nhưng mà tại vì mặt dưới thì em chưa có xem kỹ, là nói chung mặt dưới thì không biết vân nó đẹp như thế này không, nhưng mà hàng bảo đảm là không lỗi cho anh em đó. Giờ em sẽ đo kích thước cho anh em. À, đây chỉ là mặt dưới nhá, đang rộng là 2m28 này. Đó, đang rộng là 2m28. Bề này rộng là 2m08. Đó, nếu mà cái mặt này nếu mà làm vuông thì nó còn tầm khoảng 2m nữa nhá. Còn nếu mà anh em để phe thì nó rộng từ 2m3 cho đến 2m5. Mặt này phe cạnh rất là to luôn, nó rộng từ 2m3 cho tới 2m5 thôi nên nhé, là mặt tiền đấy ạ, là mặt phe đấy. Còn cũng là 2m này, còn đầu này, cái đầu này là đầu cây cũ này. Đầu cây cũ lúc mà mình cắt cây ra mình chuyển từ nước ngoài về á, là để lâu là nó như vậy này. Còn cái đầu lúc mới cắt này, còn cái đầu lúc mới cắt thì nó sẽ như thế này. Đó, còn hàng là không có nứt nẻ gì luôn nhé, hàng là đầu đặc tuyệt luôn. Đó, còn có vết cắt luôn anh em này, còn có vết cắt luôn này, đầu là đặc tuyệt luôn. Mặt này thì 2m2, còn nếu mà để phe cạnh thì nó dao động từ 2m3 cho tới 2m5, 2m3 cho tới 2m5 nhé. Đây, còn chiều dài này, chiều dài đang là 6m4 nè. Đó, chiều dài đang là 6m4. Đó, bộ này thì bao được 6 mặt cho anh em luôn, quay thực tế luôn, quay thực tế cho anh em luôn. Hàng mà dài 6, hàng mà dài trên 6m nha, nếu mà đẹp 6 mặt thì tỷ lệ nó rất là thấp luôn, tỷ lệ thì nó rất là thấp luôn. Đó, bình thường mà nó dài 6m thì kiểu gì nó cũng có lỗi, nhưng mà cái bộ này thì nó không lỗi luôn. Đó, với lại là tại sao mà mọi người biết tại sao mà hàng mà người ta hay cắt khúc tầm 3m, 3m2 không? Thì tại vì là người ta cắt khúc ra ấy, thì người ta xem tim. Nếu mà tim nó mà nó thuận lợi á thì cắt ra thì nó không sao hết. Còn khi mà cắt dài 6m ấy, thì có thể mình cắt bên này là tim nó đang là cắt thì kìa tim, nhưng mà qua bên kia có thể là tim nó xay lại, là nó sẽ bị nứt. Tấm gỗ thì nó sẽ rất là xấu, nó sẽ rất là lỗi, nên là hàng dài 6m thì rất là ít người xẻ luôn. Thì hôm bữa thì em cũng đánh liều sẽ em sẽ dài luôn 6m mấy nè. Thì đó, thì nói chung ra được cái hàng đẹp như thế này. Thì hiện tại bộ này nha anh em, mà nếu mà chốt thì em sẽ để giá là 250 bao ship cho anh em nhé, 250 bao ship, hàng bao đẹp 6 mặt cho anh em luôn. Còn ví dụ như anh em mua ở nơi khác mà anh em, hoặc là anh em so sánh giá nơi khác ấy, mà ví dụ có thể rẻ hơn thì anh em có thể mua ở nơi khác cũng được. Tại vì là hàng em quay là em bán thực tế, thì tiền nào là của đấy. Giá 250 nha, giá 250 thì nếu mà có bộ đẹp 6 mặt như thế này thì so với những nơi khác thì vẫn rẻ hơn, thì anh dám đảm bảo là vẫn rẻ hơn. Tại vì những nơi khác thì người ta ví dụ hàng lỗi hàng xấu, người ta báo bao đẹp cho anh em, người ta quay người ta không có báo lỗi gì hết,
người ta vẫn bao đẹp cho anh em, thì có thể người ta bán được giá 250 là người ta đã lời rất nhiều rồi, tại vì hàng lỗi mà. Còn cái này là hàng của em là hàng đẹp mà giá chỉ có 250 thôi, 250 là 3 ship tận nơi cho anh em đó. Mà hàng anh em có thể nhìn thấy này, đường vân chỉ đỏ rất là đẹp luôn đó. Cái này là em mới dội nước quay cho anh em nhé. Còn cái này nếu mà làm lên thì bảo đảm 3 đẹp cho anh em luôn. Anh em nếu mà quan tâm về cái bộ này thì có thể liên hệ trực tiếp với số Zalo là 0333338719 nhé. Hoặc anh em thích hàng dài 25 phân thì đây, hàng dài 25 phân thì có tấm này. Tấm này thì nó mặt dưới thì nó vẫn có lỗi này nữa. Còn bề rộng của nó này cũng dài 6 mét mấy như cái tấm kia nữa. Đây, bề rộng của nó đang là 2m15 này, chiều dài nó là 25 phân. Đó, mặt này thì mặt dưới thì nó vẫn có lỗi nè. Nhưng mà so với chiều dài thì cái tấm này xài thì anh em không phải lo nghĩ gì hết. Còn về hàng dài bên em thì cũng rất là nhiều nè, 1m8, 1m7 có hết nhé. 1m8, 1m7, dài 6 mét mấy đều có hết nhé. Đó, hàng mọc quay thực tế cho anh em luôn nhé. Rồi, em xin kết thúc video đây nhé. Anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé.